Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin ghi nhận của báo Người Lao Động, sáng ngày 6 tháng 3, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tiếp tục công bố cáo trạng có nội dung liên quan đến hành vi sai phạm trong hoạt động thanh tra tại ngân hàng SCB. Theo đó, đoàn thanh tra đã bao che sai phạm trong đề xuất, kiến nghị của SCB, báo cáo đề xuất không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra, điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của chính phủ theo hướng có lợi cho SCB, dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, trái pháp luật, đặc biệt là đoàn thanh tra đã nhận tiền, quà và lợi ích vật chất khác của ngân hàng SCB để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra. Cụ thể, trong quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB, các bị cáo đã nhiều lần nhận tiền, quà biếu của ngân hàng SCB để thực hiện những hành vi sai phạm. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã nhận 390.000 đô la Mỹ, bị cáo Nguyễn Thị Phụng nhận 20.000 đô la Mỹ và 210 triệu đồng, một đồng hồ, một túi sách, một chiếc khăn. Các bị cáo Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Tuấn Khoa nhận 100 triệu đồng, Vương Đỗ Anh Tuấn nhận 20.000 đô la Mỹ và hai chiếc áo, Trần Văn Tuấn nhận 6.000 đô la Mỹ và 40 triệu đồng, Lê Thanh Hà nhận 14.000 đô la Mỹ và 100 triệu đồng, Nguyễn Duy Phương chỉ thừa nhận đã nhận 1.000 đô la Mỹ và 20 triệu đồng, không thừa nhận đã nhận 5.000 đô la Mỹ. Nguyễn Văn Thùy đã nhận 21.000 đô la Mỹ và 60 triệu đồng, một áo sơ mi, một áo phông và một hộp yến. Trương Việt Hưng đã nhận 6.000 đô la Mỹ. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, nguyên phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, người ra quyết định thanh tra là người trực tiếp chỉ đạo bị cáo Đỗ Thị Nhàn và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra, thực hiện chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Văn Hưng, trực tiếp chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Phụng và tổ tổng hợp gồm Vũ Khánh Linh, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Văn Khoa lập, chỉnh sửa các báo cáo của đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra. Các thành viên còn lại của đoàn thanh tra có vai trò thực hiện, đồng ý theo ý kiến chỉ đạo đã báo cáo không đầy đủ, không trung thực, bao che sai phạm của ngân hàng SCB lên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ và ra kết luận thanh tra theo hướng không đưa ngân hàng SCB vào diện kiểm soát đặc biệt để ngân hàng SCB tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định, ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế, dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút sử dụng tiền của ngân hàng SCB trái pháp luật. Hành vi của các bị cáo đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thiệt hại hơn 514.102 tỷ đồng. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Ngoài ba tội danh trên, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Ghi nhận của báo Dân Việt, trong ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, khá nhiều người dân tìm đến cổng tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi phiên tòa. Dù không được vào bên trong, cũng không nghe được nội dung phiên xét xử, nhưng họ vẫn nán lại để hy vọng có thể đón nhận tin tốt. Trong số này, đa phần là những người dính trái phiếu từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB). Anh C, nhân viên tại một ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, anh cay đắng suốt thời gian dài vì bị lừa mua trái phiếu của SCB với số tiền lên đến 3 tỷ đồng. Cay đắng là bởi vì anh C làm việc trong ngân hàng, là người có nghiệp vụ, có hiểu biết, lại rất cẩn thận, nên trước khi quyết định xuống 3 tỷ đồng để mua trái phiếu SCB, anh rất cân nhắc. Anh C cho rằng niềm tin chính là yếu tố then chốt khiến anh sập bẫy cổ phiếu ở SCB. Khỏi phải nói, sau khi số tiền trên chưa biết đi đâu về đâu để lấy lại, cuộc sống anh C đảo lộn, bế tắc, anh cũng đã nộp đơn thư khắp nơi với hy vọng sớm lấy lại được số tiền mình đã mua trái phiếu tại SCB. Chia sẻ về việc tới Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để nghe ngóng phiên xét xử, dù không được vào bên trong tham dự, anh C cho biết để phải bớt phần nào áp lực mà anh phải gánh chịu suốt thời gian qua. Tới đây, gặp nhiều người có cảnh ngộ, có người bị lừa vài trăm triệu đồng, cũng có người bị lừa đến vài chục tỷ. Anh C càng mong cơ quan chức năng sẽ sớm tìm lại công bằng cho những người bị lừa như anh. Cũng trong ngày xét xử hôm nay, một số nạn nhân mua trái phiếu của SCB từ Hà Nội cũng bay vào thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi phiên tòa xét xử. Được biết, số người này đại diện cho vài nhóm những nạn nhân bị lừa mua trái phiếu của SCB ở thành phố Hà Nội. Dù biết chỉ đứng bên ngoài dõi theo phiên tòa cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng chúng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy không khí của phiên tòa, muốn nhìn thấy đoàn xe chở các bị cáo tới tòa. Chúng tôi rất tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, sự đúng người, đúng tội, trả lại công bằng cho người dân. Một người từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Theo cơ quan điều tra, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua việc phát hành trái phiếu.
Cụ thể, cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2020, các nghi phạm liên quan tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và một số công ty, tổ chức đã thực hiện các hành vi gian dối, vi phạm quy định pháp luật để tạo ra 25 gói trái phiếu. Các mã trái phiếu bao gồm ADC 201809, ADC 201801, ADC 201901, QT 201812-1, SNW TH 1823001 và 20 mã khác từ CET H 202501 đến CET H 202520. Tuy nhiên, phiên tòa lần này chưa xét xử tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, điều tra, truy tố xét xử các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp thuộc giai đoạn 2 của đại án Vạn Thịnh Phát. Ngồi lặng lẽ trên cây đá ở công viên nhỏ đối diện Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cô Ba Lệ Hằng, 83 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh ngấn lệ. Cụ liên tục thở dài khi nghe những câu chuyện của những người cùng chung cảnh ngộ xung quanh. Trao đổi với báo Dân Việt, cụ Lệ Hằng cho biết, sau khi bán nhà riêng ở quận Tân Phú và nhà của con trai ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, cụ đã mang hơn 14 tỷ đồng vào gửi SCB gửi tiết kiệm. Lúc này, phía nhân viên ngân hàng tư vấn cho cụ mua trái phiếu của SCB. Cụ kể, nhân viên tư vấn rằng mua trái phiếu còn có tài sản đảm bảo, cụ lại có thể rút lại bất cứ khi nào mong muốn. Tuổi cao, mắt yếu, lại nghe những lời hứa hẹn đường mật của nhân viên SCB, cụ đồng ý ký tên mua trái phiếu. Sau đó vài tháng, cụ nghe nhiều thông tin liên quan đến SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên lên ngân hàng để xin rút tiền. Lúc này, phía SCB cho biết ngân hàng đã chịu sự quản lý của nhà nước, không thể giải quyết việc yêu cầu rút tiền của cụ. Suốt từ đó đến nay, cuộc sống gia đình cụ Hằng đảo lộn, người chồng gần 90 tuổi bức xúc, u uất đến mức điên loạn, con trai của cụ cũng bất mãn, thậm chí có hành vi sai trái với cụ. Nếu không có những người thân xung quanh đồng viên, đỡ đần, có lẽ tôi đã chết. Hơn 14 tỷ là số tiền tích cấp cả cuộc đời của gia đình tôi, giờ không biết đi đâu về đâu, làm sao để đòi lại. Chúng tôi rất khổ sở, sống lay lắt, vật vờ, gia đình thì xào xáo. Tôi mong là nhà nước sẽ tích cực trong vụ án này, có phương án đòi lại tiền cho người dân chúng tôi, cụ Hằng nói. Cũng là nạn nhân trong việc mua trái phiếu, bà Hạnh, 62 tuổi cho biết, cả cuộc đời bà làm lụng vất vả, đổ mồ hôi, máu và nước mắt mới có được hơn 600 triệu đồng. Số tiền này bà gửi tiết kiệm tại SCB. Trong năm 2020, khi sổ tiết kiệm tới ngày đáo hạn, bà được nhân viên ngân hàng SCB tư vấn chuyển qua mua trái phiếu với nhiều gói để lựa chọn. Bà cũng không nhớ rõ nhân viên ngân hàng đã tư vấn thế nào, nhưng bà tưởng rằng trái phiếu cũng là một loại sổ tiết kiệm, có thể linh hoạt nộp vào, rút ra. Do đó, bà đã đồng ý mua trái phiếu. Đáng nói, lúc ký giấy tờ mua trái phiếu, bà Hạnh cho biết nhân viên chỉ đưa cho bà ký tên chứ không cho đọc nội dung. Hợp đồng mua trái phiếu cũng không được ký thời điểm đó mà phải sau khoảng một tuần khi đã hết thời gian thay đổi việc mua trái phiếu. Từ đó tới nay, bà Hạnh chưa nhận được bất cứ đồng tiền lãi nào. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, số tiền hơn 600 triệu đồng của bà cũng không biết làm thế nào để lấy lại. Tưởng chừng có số tiền lần lương, lo toan khi về già, thế nhưng bà Hạnh lại trắng tay trong nháy mắt. Bà đã gõ cửa hết các cơ quan liên quan để mong lấy lại được số tiền gốc của mình, nhưng tất cả đều vô vọng. Tôi khổ lắm, không còn một đồng xu cắt bạc nào trong người. Hiện giờ tôi đang ở trọ, không chồng con, không việc làm. Tuổi cao, sức khỏe yếu, tôi xin việc làm rất khó. Chỉ có thể xin làm được công việc tạm bợ. Để sống sót qua ngày, tôi thường phải đi ăn chược tại nhà bạn bè, người quen. Việc nhìn đói, không có gì ăn là thường xuyên diễn ra. Bà Hạnh rưng rưng nước mắt. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.